Mến chào quý cô bác chị và các bạn. Hiện giờ mình đang có mặt tại khu chợ Ba Tri Cửa Tây ha. Chợ này là chợ mới thành lập luôn quý chị mình. Chợ này kêu bằng chợ mới Ba Tri nha. Rồi hôm nay mình sẽ đưa quý chị mình tham quan cảnh chợ mới Ba Tri, vòng vòng khu chợ mới Ba Tri này nha. Xa xa trước mắt mình này là giếng nước gì đây, mình cũng ngay khu này mình chưa đến bao giờ. Rồi bây giờ mình mời quý chị mình theo kính cùng mình nha, đi tham quan khu vực chợ mới của Ba Tri. Đầu chợ Ba Tri thì mình thấy các tiểu thương mua bán hàng trái cây ha, trước cửa chợ Cửa Tây. Trái cây nè, khu trái cây Tân Tước ha. Chợ Ba Tri Cửa Tây rộng quá ha, chợ mới xây. Đường này thuộc về Nguyễn Đình Chiểu ha quý anh chị mình. Đó, thuộc về khu phố 2 thị trấn Ba Tri. Đó, để mình vô khúc phía sau vòng vòng chợ này chia sẻ cho quý anh chị mình xem chợ mới Ba Tri. Còn phía bên đây là cửa nam của chợ Ba Tri nha. Đây là cửa nam. Cửa nam thì mình thấy mười eo, hủ tiếu, phở, bò. Đây là khu phía sau của chợ chợ mới Ba Tri nha. Còn đây là cửa đông nè. Rồi mình lòng vòng ở phố thị trấn khu vực Ba Tri cho quý chị mình. Ở bên đây thì quán cà phê thư giãn ha. Bên đây là cửa bắc. Chu vi chợ mới của Ba Tri này thì mình thấy cũng rộng, chiều ngang cũng rất rộng. Đây là khu giếng nước ha, đó là nhà thiếu nhi của Ba Tri ha. Bây giờ mình quẹo qua 36 đường 19 tháng 5 ha. Đường này có tên là 19 tháng 5 nha. Đường phố Ba Tri lúc này rất là đông đúc luôn. Rồi bây giờ mình ghé vào thăm khu chợ đêm của Ba Tri đi ha. Wow. Khu đây là chợ đêm Ba Tri nè quý anh chị mình. Rất là rộng luôn ha, chợ đêm Ba Tri. À. Rồi vô chợ đêm Ba Tri này cũng là cuối đường rồi quý anh chị mình. Đi bọc qua cái đường Bồ Hồ ngay chỗ nhà thiếu nhi đi. Ở xa xa trước mắt mình là trung tâm y tế huyện Ba Tri. Ngay khu đây là nhà thiếu nhi ha. Nhà thiếu nhi nhìn qua là chợ mới của Ba Tri. Rồi mình tới về con đường Nguyễn Đình Chiểu nha.
con đường Nguyễn Chiểu này mình thấy người ta mua bán ở đây cũng rất nhiều, quán ăn, quán nước, cà phê này kia ha, quán giải khát thư giãn rất là nhiều luôn. Này thuộc về khu phố 2 thị trấn Ba Tri nha. Đó, thì ra tới ngã ba này đụng đầu đường chợ Ba Tri. Chợ này là nó kêu là chợ cũ Ba Tri ha. Chợ này hồi xưa tới giờ. Còn sớm mình đi đường kia là chợ đó, là chợ mới ha. Giờ mình đảo ra con đường Tần Hưng Đạo nha. Rồi ngã ba này thì mình đi thẳng ra về chợ Dòng Chuối rồi ha. Mình đi qua đò ngang đi phà này kia mà có thể mình đi qua huyện Thành Phú luôn. Hướng này thì mình đi vòng vòng trong khu thị trấn Ba Tri. Đây là công viên Ba Tri nè. Đó. Cây cổ thụ rất đẹp. Ngoài đường này mình thấy mấy lò bánh mì đều cũng ngon quá ha. Lò bánh mì Long Béo. Đường Trần Hưng Đạo này thuộc về khu phố 6 ha. Wow, có hàng cây này đẹp quá trời. Đây là ủy ban huyện Ba Tri ha. Trước ủy ban huyện Ba Tri trồng mấy cây này đẹp quá. Rất nhiều bà con đường này ta buôn bán những thực phẩm rất ngon ha. Gà nướng, vịt quay, cơm tấm, sườn bì, bún riêu. Khu này bán ăn cũng rất là nhiều. Giờ mình quay lại ngay chỗ khu đô thị Việt Sinh An Bình thuộc về thị trấn Ba Tri. Đường Đông Tây. Wow, quán cà phê thư giãn quá. Khu này mình thấy rất mát luôn quý chị. Có mấy cây bóng mát che nè. Có hàng cây rợp bóng mát rất đẹp.
rất mát luôn. Đây quán cà phê cũng rất nhiều ha. Mỹ Thành Hotel. Quán xá, quán thư giãn, quán ăn cũng nhiều. Việt Sinh. Mát quá. Có mấy hàng hàng cây bóng mát thiệt chứ. Quỳnh Nguyên 2 nội thất ngày thu đây các bạn, tài tiết nội thất đẹp quá, rộng thênh thang luôn. Có quán ốc ghẹ nè, cơm trưa. Quỳnh Trấn Ba Ti lúc này giàu quá, thấy đường phố đồ quán xá là quá chừng luôn, đẹp không. Đường 67 trường trung học cơ sở thị trấn Ba Ti nằm đây ha. Ra con đường Nguyễn Thị Chiểu thuộc về khu Phú Năm ha. Con đường này thuộc về khu Phú Năm nha. Đường này đi ra hướng cầu Ba Tri. Mình chạy về hướng cầu Ba Tri. Đường này cũng thuộc về 19 tháng 5 ha. Và ngay khúc khu thị trấn Ba Tri thì có hàng rào chắn ngang cho giao thông an toàn ha. Đây tới đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ này thì mình muốn đi tiệm tôm ha thì mình đi chạy thẳng luôn, còn về Tân Sơn ha thì mình quẹo trái ha. Đó, quẹo trái ngay ngã tư này, quẹo trái thì mình đi Tân Sơn, còn mình đi thẳng đường này là mình đi về bắt tiệm tôm nha. Đây là cây cầu Ba Tri nè quý anh chị mình.
Đó, mình đi qua cầu Ba Tri ha, mình đi về Tân Thủy, tiệm tôm, bãi ngao đồ ha, thì mình đi thẳng hoài ha, thì xe đụng thôi, đi ra biển luôn. Bây giờ mình quẹo về khu vực trung tâm thị trấn huyện Ba Tri, mình chia sẻ cho bà con mình đường phố đi. Giờ để bãi ngao biển này kia, để mấy mốt chỗ nào mình xuống lần nữa, mình có dịp xuống lần nữa mình sẽ chia sẻ bãi ngao và cảng cá cho quý chị mình xem. Giờ mình quay đổ lại nha. Xanh đèn đỏ này mình quẹo về con đường Tần Hưng Đạo nè, khu phố 1. Có ngôi chùa Long Đức đẹp quá, rộng thênh thang luôn anh chị mình. Với Ba Tri ha, có ngôi chùa rộng bự ghê luôn à. Cái cổng Quan Môn cũng đẹp nữa nè. Chùa Long Đức ha. Cửa đẹp quá. Có miếu bà Thiên Hậu. Còn ở đây thì nhà thờ, nhà thờ Công giáo Ba Tri ha. Đây có tiệm vàng kim ngân ngọc bích rất lớn luôn. Đó, đường đó đi thẳng vào chợ ha, chợ Ba Tri ha. Đây là cũng gần tới dòng xây của Ba Tri ha. Đây dòng xây này mình quẹo tái đi về xã An Hiệp thì 3 cây số nữa. Còn mình quẹo phải thì đi về xã Mỹ Nhơn nè, quên rồi ta. Xã Mỹ Nhơn, đúng rồi. Từ đây vô xã Mỹ Nhơn cũng 7 cây số ha. Đó, ngay đây dòng xe Ba Tri nè ha, mình đi tới tới xíu nữa là đụng bến xe Ba Tri. Mình ngay dòng xe này mình quẹo trái thì về An Hiệp ha. Đó, về An Hiệp, còn mình là phải vào đây, về hướng mấy bên phải sau lưng mình thì đi về chợ Mỹ Nhân. Đi vô Mỹ Nhân, xã Mỹ Nhân thì cũng 7 cây số. Đây là dòng xây của Ba Tri ha. Đường này thì mình quẹo trái bon bên về chợ Ba Tri, còn đi thẳng thì chợ An Hiệp ha. Còn đường này thì mình đi về Bến Tre luôn, Tiền Giang. Ở đây thuộc về ấp An Hòa, xã An Bình Tây nha. Ngay đây là bến xe Ba Tri nè. Đó, bên xe Ba Tri ha. Mình thấy bán cũng có buffet nữa nè, đậu nướng. Rồi ngay khu con đường quốc lộ này đi về Bến Tre ha.
thuộc về xã An Bình Tây. An Bình Tây đến đây mình cũng xin kết thúc video. Rồi cuối video mình cũng không quên chúc cho quý vị trong một nước gần xa luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành hạnh phúc nha. Rồi mình xin bye bye.